Đi làm phong thủy đôi khi phải làm bằng mũi, không sai nhé. Bắt đầu kiểm tra cho tôi này, tí nữa kiểm tra cho tôi. Mở cái cửa phòng con mình ra, và trẻ con là thường đóng kín. Nếu người thấy có mùi, tôi cam đoan với các chị đưa đấy không phát hiện được. Nó chỉ có lì lợm với cả tự kỷ thôi. Ngâm đi, không sai đâu. Đừng có nói nó hoạt bát, đừng có nói nó nhanh nhẹn. Cứ đúng không chị? Đúng. Chỉ có thể ra là như thế thôi chứ không thể nào khác được. Đấy, thầy phong thủy chính nhà mình đấy chứ đâu nữa. Thế bây giờ hỏi là thầy ơi, thế tại sao? Bởi vì nó ăn không sạch. Nó ăn không sạch nên cái trí tuệ nó không phát triển được. Phong môi trường sống tác động đến con người, nhớ chưa? Mà con người gồm có thân, tâm và tuệ đấy. Tâm nó tốt đấy, sức khỏe nó không phát triển được, tuệ nó không phát triển được, không sao được được. Đấy, phong thủy nó đánh thẳng vào đấy.